Steven à, ngày nào cậu cũng đến sớm nhất nhỉ? Có được nhân viên nhiệt tình lại cẩn thận như cậu đúng là rất tốt, rất tốt. Nhưng chào ông chủ, tôi đến sớm để chuẩn bị và như vậy sẽ đi giao báo được nhiều nơi hơn. Tốt lắm, cậu lúc nào cũng nhiệt tình, số lượng báo cậu bán được cũng rất tốt, tôi rất ghi nhận sự cố gắng của cậu. Hãy luôn giữ được sự nhiệt tình trong công việc như vậy nha. Vâng, cảm ơn ông chủ, tôi sẽ cố gắng hết mình. Có được cậu Steven này làm việc bằng đôi ba người khác, thật tốt quá mà. Vậy là đã được ba con phố rồi. Cố lên nào. Trời mưa rồi, cũng may là mình chỉ còn vài nhà cần giao nữa. Phải nhanh lên, không thôi ướt báo hết. Thời gian sau. Ông chủ à, thật bất hạnh cho tôi, khi sau tai nạn tôi không còn đi lại được nữa. Giờ đến chỗ ở trọ tôi cũng không còn khả năng thuê nữa rồi. Tôi muối mặt đến đây thế này để xin ông nể tình cho tôi tiếp tục được làm ở đây và ở nhờ trong xưởng được không ạ? À? Tôi sẽ cố gắng giao báo thật chăm chỉ, có việc gì khác ông cần tôi cũng sẽ xin đảm nhận hết được không ạ? À? Xin ông thương tình giúp tôi, chứ lúc này tôi thật sự không còn biết trông chờ vào đâu nữa cả. Tôi thật sự cùng đường rồi. Ây chà, thật ngại quá, biết nói với cậu ấy sao bây giờ? Chân không đi được thì sao mà đòi đi giao báo chứ? Ngày xưa thuê cậu ấy vì giá rẻ lại giao được nhiều, này thế này thì xem như toi. À, nhưng biết đâu với bộ dạng này cậu ấy ngồi bán báo thì sẽ được người ta để ý mua báo nhiều hơn thì sao nhỉ? Steven, giờ cậu không còn đi lại được nữa, công việc đưa báo thì làm sao cán đáng nổi. Thật lòng tôi cũng không muốn bóc lột người khuyết tật, thương họ chẳng hết. Tôi biết cậu là người chăm chỉ, cần cù, thấy cậu như vậy tôi lại càng đau lòng. Thôi thì giờ tôi có ý này. Ông chủ có cách ư? Xin ông chỉ bảo, có phải chịu khổ thế nào tôi cũng sẽ cố gắng. Tôi thực sự cần một con đường sống ông chủ ạ. À? Được rồi, tôi hiểu cậu mà. Cậu nghe thử xem nhé. Giờ cậu không còn đi giao báo được, nhưng cậu có thể ngồi một chỗ bán báo cũng được. Cậu có đồng ý không? Tôi, ông bảo gì tôi cũng làm. Chỉ cần ông cho tôi cơ hội là tôi biết ơn lắm rồi. Ông thật tốt bụng với tôi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn xưa. Tôi nhất định không để ông thất vọng đâu ạ. À. Cậu là người chăm chỉ, nhiệt tình, nhưng giờ thế này rồi cũng phải chú ý sức khỏe, tự mình phải biết lo liệu cho mình đấy. Tôi cũng chỉ giúp được đến thế thôi. Dân, tôi cảm ơn ông chủ nhiều lắm ạ. À. Ngồi suốt từ sáng đến giờ, chẳng ai mua cho mình tờ báo nào cả. Thế này thì biết nói sao với ngài David đi. Ngài ấy đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho mình rồi. Nhiều ngày sau. Tưởng cậu ấy sẽ bán được báo, ai ngờ ngày nào cũng ế ẩm thế kia. Trong bộ dạng của cậu ấy khốn khổ, nhếch nhác và đen đúa thế kia, đúng là chả ai dám dừng lại nhìn, chứ còn nói gì đến chuyện mua và bán. Mình cũng phải nghĩ cách thôi. Steven à, thật đáng tiếc khi phải nói với cậu điều này, nhưng sắp tới việc kinh doanh thua lỗ nên tôi không còn giữ cái xưởng này nữa. Cậu cầm lấy số tiền này coi như là công thưởng sự chăm chỉ trước kia của cậu. Còn thời gian tới,
chắc tôi không giúp gì cậu thêm được nữa rồi, kể cả chỗ ở. Tôi biết là cậu rất khó khăn, nhưng tôi cũng không còn biết phải làm sao nữa. Ông David, tôi biết là ông tốt với tôi, nhưng tôi lại thành gánh nặng cho ông mất rồi. Tôi hiểu cả chứ. Cảm ơn ông thời gian qua đã cho tôi ở nhờ. Số tiền kia tôi cũng không dám nhận đâu. Ông cầm lại đi ạ. Cậu hiểu được cho tôi là tôi cũng cảm ơn rồi. Cậu cứ cầm lấy số tiền này đi. Nó chẳng nhiều nhặn gì, nhưng cũng sẽ giúp được cậu phần nào đó. Từ giờ cậu phải cố gắng một mình rồi. Tôi tin rằng không khó khăn nào có thể hạ gục được cậu. Vâng, ông chủ, tôi sẽ cố gắng. Thời gian sau, trời ơi, cuộc đời khốn khổ của mình giờ phải dựa vào mấy đồng lẻ này sao? Ngày qua ngày, rồi có những ngày đến cả những đồng lẻ mình cũng không có thì phải làm sao đây? Giờ mưa gió thế này cũng chẳng có chỗ nào mà trở về. Cuộc đời mình không ngờ lại có những lúc khốn khổ như thế này đây. Thành phố thì xa quá, hào nhoáng, mà mình đến một chỗ trú chân cũng chẳng có. Biết bao giờ những ngày này mới kết thúc đây? Mình thì biết trông vào đâu cơ chứ? Này anh không thể ngồi đây như vậy được. Có nhiều người đã phản ánh và than phiền về sự có mặt của anh ở đây. Nếu anh không tự đi được thì chúng tôi sẽ đưa anh đến chỗ cho người tị nạn. Nhưng xin lỗi người cảnh sát, tôi sẽ đi chỗ khác. Trời đất ạ, anh ta hồi hám bẩn thỉu quá, nhìn thật thảm hại. Sao lại ra nông nổi thế cơ chứ? Bộ dạng như vậy mà cũng đến được chỗ đông người sao? Thật giá ra làm sao cả. Bay lên, bay cao lên đi. Xem kìa, trái bóng của tớ bay cao chưa? Đúng là lũ trẻ có khác. Ông cho con này, con có muốn thả như các bạn không? Hãy cầm lấy và thử đi. Các bạn sẽ chẳng ai chú ý đến trái bóng đen này đâu ông ạ. Nhưng chí ít là nó được bay cao, phải không nào? Con cảm ơn ông. Để con thử xem nào. Yeah, nó bay lên được rồi kìa ông ơi. Con thấy không, trái bóng của con cũng bay rất cao. Dù nó màu sắc thế nào y chang nữa, vì chỉ cần đủ heli thì tất cả quả bóng đều bay. Đủ heli thì tất cả các quả bóng đều bay. Đúng đó Steven, mày muốn mãi mãi là quả bóng đen nằm dưới đất bẩn thỉu, nhìn những quả bóng khác bay lên trời, hay muốn được bay cao như những quả bóng khác? Mày phải tự bơm năng lượng để hòa nhập và thích nghi thôi, Steven à. Mình không thể để cuộc đời mình mãi thảm hại được. Chỉ có mình mới tự cứu mình được thôi. Kia là mình sao? Quả đúng là đáng thương hại mà. Không, mình không thể trở thành một tên thảm hại như vậy được. Mình sẽ thay đổi, phải thay đổi bằng được. Những bộ đồ kia thật đẹp. Đúng vậy, phải thay đổi vẻ bề ngoài của mình trước. Những bộ vest sẽ rất hoàn hảo. Đây là tất cả số tiền mình còn lại, hy vọng là nó đủ. Mình sẽ làm lại từ đầu theo cách của mình. Nếu không ai chú ý đến mình, bản thân mình sẽ làm chúng nổi bật. Trước tiên phải chỉnh chu bề ngoài đã, và làm những việc mình có thể làm. Trời ơi Steven, tôi không còn nhận ra cậu nữa đây. Trông cậu rất tuyệt. Cảm ơn ông David.
Tôi đến đây lần này muốn xin ông thêm một cơ hội được không? Cậu nói đi, tôi nghe đây. Nhìn người đàn ông trên chiếc xe lăn kia trông thật bắt mắt. Hình như anh ta bán báo đấy, gu thời trang khá phết nhỉ. Lại xem nào. Quả thật, từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai bán báo mà bảnh bao như vậy. Đúng thế, anh ấy ngồi xe lăn với đôi chân tàn tật thế kia mà vẫn rất thu hút. Đúng là rất đáng ngưỡng mộ. Thật không ngờ mọi người lại ủng hộ đến vậy. Tuyệt quá. Thời gian sau. Xem này, trên mạng xã hội ai cũng nói về Steven, anh chàng bán báo bảnh bao. Cậu đúng là có ý tưởng khác người độc đáo. Tất cả cũng nhờ ông giúp đỡ. Nhân đây tôi cũng muốn gửi ông số tiền tôi đã mượn. Ồ, nhanh vậy sao? Dân, thật may mắn được mọi người ủng hộ nên báo bán được ngày càng nhiều hơn. Steven, anh quả là người bản lĩnh đó. Xin chào, xin cho hỏi. À, anh đây rồi. Anh tìm ai vậy? Tôi ở tờ báo Nielsen. Gần đây mạng xã hội chia sẻ rất nhiều về người đàn ông bảnh bao bán báo. Tôi tìm đến đây, thật may được gặp anh. Tôi muốn viết một bài báo về anh, và nếu có thể, anh có thể bán báo riêng cho tờ báo của chúng tôi không? Hoa hồng sẽ được thỏa thuận và làm rõ trong hợp đồng ạ. Ồ, anh không đùa chứ? Không đâu, tôi rất nghiêm túc đấy. Chính bản thân tôi cũng bị anh thu hút bởi vẻ lịch lãm mà còn ở nghị lực vươn lên của những người khuyết tật nữa. Rất đáng ngưỡng mộ. Tờ báo chúng tôi cần những đối tác thú vị như anh. Tôi thật chỉ có ý định vươn lên sống cuộc sống của mình một cách ý nghĩa. Thật không ngờ khi bắt đầu lại từ đầu, tôi chọn mặc trang phục cầu kỳ như vậy chỉ với một mong muốn được thể hiện cho sự bình đẳng và nhân phẩm của những người khuyết tật. Với sự thu hút của mình, Steven không chỉ trả được nợ mà sau một năm anh đã có thể mua được căn hộ nhỏ cho riêng mình. Với sự thay đổi này, câu chuyện của anh đã được truyền thông đưa tin như một nhân vật đầy cảm hứng. Ồ, ông lão bán bóng bay đâu rồi? Mình ở đây đợi thêm xem. Mình thật sự rất muốn gặp ông ấy để cảm ơn ông về câu chuyện quả bóng màu đen ngày nào. Đạt được thành công, Steven đã rất cảm kích về câu chuyện quả bóng màu đen ở công viên ngày trước. Anh đã đến tìm lại ông lão bán bóng ngày nào đã cho anh hiểu ra được giá trị của việc tự tin và đứng dậy từ chính đôi chân khuyết tật của mình. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về anh chàng vô gia cư Steven bán báo ở đường phố New York. Công việc chính của Steve là bán báo vỉa hè. Với thần thái và sức hút đặc biệt của mình, mỗi ngày anh bán được khoảng 400 tờ báo. Qua bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Moshikata, Steve Makaya được miêu tả như một tác phẩm nghệ thuật ngay trên đường phố New York. Cái hố. Ôi. Này chú, có chuyện gì vậy? Cháu đi đường không để ý nên xe bị lún ổ gà bà ạ. Chết thật, sao trước cửa nhà mình lại có cái hố nhỉ? Để tôi gọi người tới giúp chú nha. May quá, cái ổ cũng không to lắm. Cảm ơn bà, cháu thoát được rồi. Đường với xa, nguy hiểm quá. Bà ơi, trời đang mưa mà bà định đi đâu thế? À, trước cửa nhà mình có cái hố, bà định ra đánh dấu chỗ đó lại, chớ có ai đi qua còn biết đường mà tránh chứ. Ôi trời ơi, cháu cứ tưởng có việc gì. Người ta đi đường, người ta phải nhìn đường chứ. Thôi, bà ở trong nhà cho khỏe, ra ngoài chẳng may trúng gió rồi cảm lạnh thì khổ ra. Nhưng mà... Không như gì hết, bà mau vào nhà đi, khổ, già cả rồi, còn cứ lo mấy chuyện bao đồng.
ơi, Tư. À, dạ, bà gọi cháu ạ. Hôm qua mưa lớn, làm cái hố to như cái ổ trâu rồi kìa. Cháu mau lấy đất lấp lại đi, kéo người ta đi qua lúng á thì nguy hiểm lắm. Bà ơi, cái hố nó ở giữa đường chứ có phải trong nhà mình đâu, mà bà cứ để ý đến nó làm cái gì? Mà hố to như thế, người ta đi thấy nó thì tự tránh ra thôi, có làm sao đâu. Cháu còn bận ra đồng nữa, thời gian đâu mà lấp chứ. Nhưng để thế này á, ngày mai trời mưa to, nó lại lỡ ra, thế nào cũng có người ngã nữa cho mà coi. Ai sợ ngã thì người đó tự ra mà lấp hố. Thôi, cháu ra ruộng gặt đây. Thằng bé đi gặt sao về muộn thế, mà trời cứ mưa mãi không tạnh thế này, chẳng biết lúa má ra sao nữa. Trời ơi, mưa gì mà dai thế không biết, cứ tưởng một lúc là tạnh nên mới trú mưa. Trời ơi, ai ngờ. Cuối cùng thì cũng về đến nhà rồi. Về đến nhà còn ngập, chạy nhanh qua mới được. Trời ơi, cứu, cứu. Rượu thuốc ông ngâm 10 năm nay đấy, sai khớp đến mấy cũng chỉ dăm bữa là khỏi thôi, cháu yên tâm. Cũng chỉ tại cái hố trước cửa nhà mình, nước mưa ngập che lấp mất nên cháu không nhìn thấy. Thì bà đã nói là cháu phải lấp cái hố đấy đi rồi mà, cháu không chịu lấp rồi còn trách ai. Ừ, cháu... Cháu cứ nói là không liên quan đến mình đi. Giờ thì chính cháu chịu hậu quả từ cái hố ấy đấy. Thế cái xe lúa mới gặt của cháu sao rồi? Hỏng rồi bà ạ. Cả lúa lẫn xe luôn. Xe thì hỏng, lúa cũng hỏng nốt. Thôi, của đi thay người cháu ạ. Cháu biết rồi bà ạ. Ngày mai cháu sẽ lắp cái hố đó lại. Ừ. Thương người dân. Bà lấy bên này nè, bên này tươi hơn. Bà gửi tiền. Của bà 50.000, bà đưa cháu bó lại cho. Thôi không cần, về bà cắm luôn. Dạ vâng, con chào bà. Em chào chị. Sao trời mưa mà mẹ không thu máy hiên lại? Mẹ quên. Con dán tờ nhắc nhở trên tường rồi còn gì? Chắc tại mưa nhanh quá, mẹ luống cuống chẳng nhớ ra được việc gì. Ôi trời, đúng là mẹ. Đâu nhỉ? Mẹ nói ai cơ? Không có gì con à. Mẹ có làm sao không? Để mai con đưa mẹ đi khám nha. Mẹ không sao. Tại mẹ không thấy con bé bán hoa ở đâu hết. Cô bé bán hoa ư? Thế cô bé đó là thế nào với mẹ? Không là thế nào hết con à. Con bé hay trú mưa trước cửa nhà mình những hôm giông gió ấy mà. Tội nghiệp con bé quá. Thôi, mẹ đúng là ai lại đi thương cả người dân. Tôi chết rồi. Từ giờ trước khi con đi làm, con sẽ khóa cửa cổng lại. Mẹ đừng có mở cổng đấy. Sao lại thế? Bây giờ lừa đảo nhiều lắm. Mẹ thì có tính thương người, lỡ mai nó lừa cho thì khổ. Không có chuyện đó đâu con. Ở đời nhiều chuyện lắm, không biết trước được đâu mẹ ơi. Thôi con đi tắm nha, mẹ cắm hộ con nồi cơm. Mẹ ơi, chút nữa mẹ thu quần áo ở hiên tầng 2 giúp con nha. Con cứ đi làm đi. Alo, chị ơi.
chị có phải là con gái bác Sáu không ạ? À? Ừ đúng rồi, có chuyện gì không? Mà ai đây? Chị vào bệnh viện Xuân Tuấn đi ạ. À. Bác bị ngã bất tỉnh, em mới đưa bác vào đây. Cái gì cơ? Mẹ bắt thang để lấy cái khăn mắt vào cổng, chẳng may trượt chân. May mà có con bé phát hiện, không thì mẹ... Chị cảm ơn em nha. Không có gì đâu chị ơi, em đi bán hoa, lúc chiều có qua trước cửa nhà chị trú mưa. Thấy bác bị ngã em lo quá, đã trèo vào nhà chị rồi mở cửa đưa bác đi đó. Em gửi chị chìa khóa ạ. Em xin lỗi vì đã trèo vào. Chị cứ về kiểm tra xem có mất mát cái gì không ạ. Chị không cảm ơn em thì thôi, ai lại... Các con có biết vì sao mẹ không thu bạc trước hiên mà mỗi khi mưa giông không? Không phải vì mẹ lẩn thẩn đâu, mẹ cố ý đó. Vì mẹ biết sẽ có ai đó mong tìm được một nơi như thế, cũng như mẹ từng có nhiều năm buôn bán vất vả ngoài đường. Cũng chỉ ước có một mái hiên nhô ra trong những chiều mưa giông như thế. Mẹ, con đã không hiểu được điều đó. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.